Tung Bằng lần đầu xuất hiện công khai khi được thả tự do. Điền Lai trim tố vợ cũ tính kế. Âm thầm lấy thông tin nguồn hàng, đến khi có đủ thì quay ra phản bội. Bức xúc vì hậu ly hôn, toàn bộ sự nghiệp đều rơi vào tay đối phương, lại bị lèo lái thành ra đi tay trắng. Chắc nghịch hai con trai lớn đều có thể tự kiếm tiền, không cần nữ TikToker phải nuôi, yêu cầu đừng lên mạng kể công. 我们的老大老二都已经是成年人了，老大大学毕业了，可以参加工作。老二流量你们也知道，老二需要让他养嘛。 Bữa đây, chồng của Hằng Dung một lần đầu xuất hiện công khai sau khi được thả tự do. Vừa tái xuất, Tung Bằng liền livestream tiếp tục tố vợ của đủ điều. Anh khẳng định bản thân quá ngây thơ, đặt hết niềm tin vào đối phương nên mới rơi vào tình cảnh hiện tại. Tung Bằng cho biết mọi nguồn hàng đều do anh đứng ra tìm và liên hệ cho vợ cũ. Song anh không ngờ Hằng Dung một từ lâu đã âm thầm lấy thông tin, tự kết nối, đến khi có đủ liền lập tức quay ra phản bội mình. Bên cạnh đó, Tà Cư cho biết sau khi ly hôn, toàn bộ sự nghiệp cả hai tường cùng nhau gây dựng đều rơi vào tay vợ cũ. Từ cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, tài khoản livestream hơn 3,8 triệu follow và cả thương hiệu cũng là Hằng Dung một nắm giữ. Tung Bằng gần như mất tất cả, nhưng đối phương lại lên mạng kể lể mình ra đi tay trắng. Không những thế, trước khi ly hôn, vợ cũ còn livestream khẳng định chỉ có cô và Quang Liên Vlog mới là táo chính hãng. Còn những kho sản phẩm của Tung Bằng thì không phải dùng tất cả đều cùng một nguồn. Điều này đã khiến anh rất tổn thương. Về việc một mình vợ cũ nuôi cả 4 người con, Tà Cư cho hay cô nàng chỉ việc nuôi hai bé nhỏ, còn hai con trai cô đã lớn, tự kiếm tiền được chẳng cần nữ TikToker phải vất vả. Chính vì vậy, ông yêu cầu vợ cũ đừng lên mạng kể công một mình nuôi tận 4 đứa. Sau những bức xúc của Tung Bằng, dưới phần bình luận, khán giả không ủng hộ, ngược lại còn quay ra chỉ trích Tà Cư vì chẳng đáng mặt đàn ông. Từ đầu đến cuối, Tung Bằng luôn cố gắng đổ hết lỗi cho vợ, song những dấu vết do Tà Cư tác động vật lý là minh chứng rõ nhất cho việc anh sai. Bên cạnh đó, việc hai con lớn dù không ruột thịt lại chọn gì thay vì bố cũng đủ hiểu trong cuộc sống gia đình ai mới là người yêu thương các con thật sự. Cũng trong phiên live trên, Hằng Dung một liên tục để lại bình luận bày tỏ sự bức xúc đối với chồng cũ. Nữ TikToker vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện đã đi đến ly hôn, nhưng đến tận bây giờ chồng cũ vẫn cố chấp lên mạng nói đủ điều về người mình từng yêu thương. Bên cạnh đó, cho đến nay, anh luôn đinh ninh vợ có người đàn ông khác nên mới quyết định ly hôn. Có thể thấy, thời gian Hằng về Việt Nam, cô nàng chưa từng ngơi nghỉ và rời khỏi nguồn quay công việc. Nữ TikToker hết livestream lại thực hiện đủ mọi dự án, nhưng chồng cũ ở nhà cứ dựng nửa chuyện. Mặc do những chuyến đi đều được công khai, Tung Bằng ra sức tố vợ có mối quan hệ không chính đáng với Quang Linh Vlog và quản lý. Hiện, phần đông khán giả tỏ rõ sự bức xúc đối với Tung Bằng. Nhiều người còn thắc mắc tại sao Tung Bằng lại được tự do sau những gì làm với vợ cũ. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!